Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày tháng vừa qua phải nói rất nhiều các anh, các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về để báo tin, để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là đây tiếp tục đến giờ phút này cũng hơn 12 giờ trưa, cô chú anh chị, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin phải nói đại một gia đình, kể cả là con út cũng như là cháu ngoại cũng như là con gái về đây để tìm gia đình, tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, Nguyễn Thị Kiều. Chị Nguyễn Thị Kiều ha? Dạ. Chị Kiều nhiêu tuổi rồi? Dạ, 38. 38 tuổi ha. Hôm nay chị đi cùng với những ai đấy? Đi với gái lớn, với anh trai út, với cháu ngoại. Con gái lớn đây chị? Dạ. Và con trai út? Dạ. Và cháu ngoại? Dạ. Đâu là con trai? Đây là cháu út. Cháu út đây hả? Ờ, giống ba ha. Rồi, thế còn đây là cháu ngoại? Dạ. Ồ, cháu ngoại của người con gái này? Gái thứ hai. Ồ, dạ. Chị được mấy người con? Dạ, ba gái một trai. Ba gái một trai, tổng cộng chị được 4 người con? Dạ. Đây một con người con gái, còn đâu mấy, đâu hai người nữa? Gái thứ ba 17 tuổi đi làm ở Đồng Tháp, và gái thứ tư 12 tuổi ở với ngoại đi học. Trời đất quý thần. Đây cháu út 6 tuổi. Vậy là tổng cộng là 4 người con. Dạ. Giờ thêm đứa cháu ngoại nữa. Trời ơi. Dễ thương dữ ơi. Rồi chị cho em biết này, hiện nay gia đình chị đang sinh sống tại đâu? Dạ, quê ở Chợ Mới An Giang mà lên Bình Dương này hồi cấp gầm tháng Giêng. Ừ. Làm chồng làm bảo vệ. Ừ. Em á thì em làm nội trợ giữ con, giữ ca cháu, là nấu cơm nấu nước thì con cho con đi làm với chồng đi làm. Ừ. Chị là ở nhà nội trợ giữ cả con cả cháu ngoại luôn. Dạ. Mục đích chính là cho chồng để đi làm việc. Dạ. Mà cho cũng như là tạo điều kiện đúng không ạ? Dạ. Để cho vợ chồng con gái cũng như con rể để làm việc. Dạ. Chị cho biết là hôm nay chị về đây nhờ anh em về chị Bình Dương tìm ai? Dạ, tìm chồng em. Tìm chồng luôn hả? Chị cho biết là chồng chị họ tên là gì? Dạ, Nguyễn Đỗ Trọng. Nguyễn Đỗ Trọng. Chồng chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 41 tuổi. Chồng chị sinh năm mấy? 1983. 1983, 40 thôi à. Ồ. Dạ. À, tuổi Hợi đúng không? Dạ, đúng Hợi. Rồi chồng chị nguyên quán ở đâu? Cũng Chợ Mới An Giang luôn. Chợ Mới An Giang luôn. Rồi hai vợ chồng chị và cùng mấy lại người thân đúng không ạ? Dạ. Tất cả gia đình mình về Bình Dương làm việc lâu chưa? Dạ, gần tháng Giêng. Mới rằm tháng Giêng vừa rồi, mới đây hả? Lên gần tháng Giêng. Ồ. Chồng em làm bảo vệ. Và mình có quen ai trên này không mà mình về đây? Có cha mẹ chồng ở trên đây cũng 10 năm rồi. À, vậy là mình có người thân là cha mẹ chồng lên đây rủ lên đây làm chung ha. Dạ. Ừ, cho vui ha. Rồi chị cho em biết này, chồng chị làm bảo vệ, là làm bảo vệ ở công ty gì, ở đâu? Ở công ty Đại Hoàng, không phải, làm công ty cho Thanh Tòng. À, là ở đâu chị? Dạ không biết, chỉ là nghe công ty Thanh chị Tòng đã đến thôi. Công ty biết chưa, đã dạ, tìm hiểu chưa? Đến, chỉ có kết bạn với giám đốc thôi à, với ổng làm đằng siêu thị C-Mart ở đường D8, D2 á. Chị đã hỏi thăm thông tin chưa? Dạ chưa, em không có biết công ty nằm ở đâu hết trơn á, chỉ biết chồng em đi lại đó liên lạc cái đường đó, là đường đó đưa đi làm thôi à. Rồi chị cho biết này, hiện nay là chồng chị bỏ nhà đi hoặc mất tích lâu chưa? Dạ 22 tháng 10, chồng em á, có kêu em đưa tới công ty bữa chủ nhật á, nói hồi bữa nay không có công nhân làm, bà đưa tôi tới công ty đi rồi bà lấy xe về trưa bữa khoảng 11, 12 giờ bà đem cơm cho tôi. Là em đưa tới công ty Đại Hoàng á, là 5 giờ mấy, cái chồng em mới nói thôi bữa nay bà đó không bán xôi rồi, thôi bà cho tiền tôi mua bánh mì. Em mới cho tiền ảnh mua bánh mì, ảnh mới bước qua đường thì em chạy về, em đâu có biết đâu, tới chừng 11 giờ mấy á, em xuống công ty em đem cơm mà em không thấy chồng em, thì cái đó là em phát hiện cho chồng em đi rồi anh. Lúc đến lúc mà đem cơm cho chồng mới té ngửa là chồng không có ở đó. Trời ơi thương dữ vậy. Vậy là 22 tháng 10 ha. Qua ngày phụ nữ một xíu. Thương quá trời thương luôn này cô chú anh chị. Rồi đến giờ phút này cũng trên dưới 10 ngày qua rồi. Chị và gia đình đã tìm chồng ở đâu rồi? Em không biết chồng em đâu hết. Em chỉ biết á, là chồng em có một người này, phụ nữ dắt đi à. Người phụ nữ dắt đi luôn. Dạ. Trời ơi. Vậy là chồng chị làm bảo vệ lâu chưa? Dạ, làm bảo vệ cũng lâu rồi, từ cấp tháng Giêng tới giờ lận. Ờ, chồng chị làm từ đầu năm đến giờ phút này đúng không? Dạ. Chồng chị lên trước hả? Hai chồng lên lượt cho mấy đứa con luôn. Ừ. Đầu tháng Giêng năm 2023. Dạ. Đến giờ phút này cũng gần 10 tháng rồi đúng không? Dạ. Ừ. Hàng tháng chồng chị có đem tiền về nhà cho gia đình không? Dạ có, chồng dạ. Em thương gia đình lắm mà thương tại lắm vì hả? Cái bà này nè, bà dụ dỗ mới dắt đi. Trời ơi. Cái chồng em thương con vợ con lắm. Ừ. Nhất là con trai út này nè, không thương lắm mà sao giờ ổng đi ổng bỏ. Chị cho biết là chồng chị hàng tháng gửi tiền về nhà, đem tiền về nhà đầy đủ không? Dạ không. Lúc trước á thì 2-3 tháng trước thì đủ, từ đó về sau không có đủ. Thì cũng như ảnh lấy tiền lên cho mẹ ruột ảnh thì em không có nói gì hết á. Dạo này cỡ khoảng 2 tháng mấy này á, là ảnh đem tiền về không đủ, không biết ông có bồ bịch gì không nữa.
Một tháng chồng chị đi làm này kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ 6 triệu mà ông giám đốc ông điện ông nói 6 triệu rưỡi là mà ông đem về tháng nào, 2 tháng nay có 2 triệu mấy à. Ôi trời ơi, mỗi tháng âm 4 triệu mấy luôn. Có đem đi đâu 4 triệu mấy không biết. Không, ảnh ứng á, năm tay ảnh ứng 2 triệu á, có khi ứng 1 triệu rưỡi thì đưa cho em lẫn lo đóng tiền trọ, còn tới tháng thì lãnh á, thì 4 triệu. Có khi á, thì 5 triệu mấy, bây giờ ảnh đem 2 tháng nay ảnh đem về có 2 triệu mấy, 2 triệu mấy không à. Trời ơi, vậy tiền đi đâu hết rồi, tiền để cho cô khác ăn rồi phải không? Em không biết. Rồi chị cho biết là chồng chị đi làm là đi bằng phương tiện gì đây à? Dạ đi xe Honda. Honda hả? Xe gì? Dạ chiếc giờ xe đâu rồi? Xe mà trước em đang chạy á. À, bữa ngày đó chồng em á kêu em đưa xuống công ty em mới còn sao, xe chạy đó. Sao mọi hôm ấy là chồng chị không đi à, hôm đó chồng chị không tự đi mà về kêu vợ chở? Tại vì nói là bữa đó chủ nhật không có công nhân làm, không có cơm á, kêu em đưa đi lần em đem cơm xuống á. Có khi nào mà chồng chị đã lên ý định từ trước rồi, chồng chị mục đích chính là cũng không muốn lấy tài sản của nhà cho đi không? Em không biết nữa, ngày hôm đó chồng em kêu em đưa em đi, thường thường lúc trước em cũng lấy xe đưa con em đi làm, em cũng đưa đi, em mới biết công ty đó. Chồng chị nói chuyện có ngọt ngào không? Dạ không. Chuyện không ngọt ngào hả? Chồng em gạo này cáu gắt với em lắm. Dạo này cáu gắt không hả? Trời ơi. Chồng chị từ trước giờ có đánh đập mình bao giờ không? Dạ có. Đánh nhiều không? Trời ơi. Mà em thương chồng em đánh thì đánh vợ chồng đồng lòng sống, thương lo cho con bốn đứa. Đánh thì đánh, em thương thì em thương. Vẫn đánh mà vẫn thương. Nhưng mà thực sự là chồng chị đánh chị là không thương chị rồi. Em không biết. Chồng chị đánh chị lâu chưa? Từ đó giờ là mười mấy năm nay. Mười mấy năm đánh bao nhiêu trận rồi? Em không nhớ. Nhiều không? Trời ơi, một năm thường thường đánh mấy trận? Đánh gãy răng luôn. Đánh em xuống răng tới giờ em không có tiền chồng. Trời đất ơi nè trời. Có lần bánh em hư thai luôn. Trời ơi. Mà em không có nói gì cho em bỏ qua. Em yêu cầu chồng em về làm tha thứ hết. Vậy ở chi nữa. Chồng đánh gãy răng đánh hư thai luôn. Em không. Bây giờ chị cho em hỏi này. Đến giờ phút này chị nhớ ước chừng là chồng chị đánh tới từ khoảng. Chị lấy chồng bao nhiêu năm rồi? Dạ anh lấy chồng 2023. Lấy chồng mà 2003. Dạ. 2003 đến giờ phút này là 20 năm qua. Trong 20 năm qua trung bình 1 năm hoặc 1 tháng chồng chị đánh mấy lần? Em không nhớ. Nhiều lắm không? Nhiều. Xỉnh vô có rượu đánh em chửi em à. Ôi trời. Chồng chị có thường xuyên nhậu không? Dạ. Nhậu thường mà xuyên. Em cũng không cho nhậu nhiều nữa, rồi ảnh dặn em cái là em không cho ảnh nhậu. Bây giờ anh đi về với em đi, em cho anh nhậu, anh uống nhậu, anh cho anh nhậu. Trời ơi, giờ năn nỉ về cho nhậu luôn hả? Dạ. Thôi sao lại có người phụ nữ mà thương chồng đến mức độ dữ vậy? Nhớ chồng em lắm. Nhớ lắm hả? Trước đây là chồng chị đi làm về hàng tháng có đưa tiền về nhà không? Trước đây nè. Dạ có. Có. Nhưng bây giờ là chị đang nghi ngờ là chồng chị đi theo gái rồi đúng không? Em đang nghi ngờ anh có bồ mà bà này á, bà không có phải là bà. Bà trẻ đẹp gì bà dắt chồng em đi đâu, bà làm bồ á. Chồng em không có hương bà này đâu. Phải không? Bà làm bồ bà dắt chồng em đi giấu rồi, bà mới dọn trọ đi mấy ngày nay á. Bà đó là tên gì, nhiêu tuổi rồi? Bà đó là ông giám đốc công ty bảo vệ, ông nói bà đó là tên Dung. Mà cái trong cái hình này, hình của bà ở trong Zalo nó để tên Phượng. Em mới lục trong cái số Zalo của chồng em có. Em có hình ở trong Zalo của chồng em. Bà đó năm nay khoảng nhiêu tuổi? Dạ năm mấy tuổi. Năm mấy tuổi? Mà mình mới có 38 tuổi thôi. Chồng em 40. Ừ, vậy là ông này ông ấy lại tính nái bà già rồi. Chồng em không thương đâu. Không bà thương làm sao bùa. Đi? Bà làm bùa bà dắt đi. Sao chị biết là ông ấy làm bà làm bùa chồng chị này? Em không biết, em đi coi thầy nói gì. Ôi coi thầy lại coi thầy ở đâu đây? Em coi ở trên đây. Coi hết nhiều tiền không? Dạ không, ông ta không lấy tiền. Trời ơi thầy với bà gì nữa. Chồng đi tìm chồng thôi, thầy bà chi. Em tin á là chồng em không có thương bà đó đâu. Chồng em không có bỏ mẹ con em đi đâu tại bà đó. Nhưng mà từ trước là ông đánh mình nhiều lần rồi, chính tỏ là ông cũng không có thương mình đâu. Dạ anh cũng thương, em thấy anh thương lắm. Anh mới ở tới ngày hôm nay mới bốn mặt con với anh. Tại vì bà đó mới dụ dỗ chồng em. Nhưng mà ông thương sao ông đánh hoài vậy? Tại vì em á trả lời á, ảnh thì nóng nảy, anh có rượu vô ảnh nóng tính anh trả lời. Trời ơi trời, đánh hoài như vậy mà ông vẫn thương. Tội nghiệp chứ vậy. Em bây giờ em chỉ mong các anh hiệp sĩ giúp em tìm chồng về cho em. Chứ bây giờ không có chồng em lỡ ngày nào đó em gả xuống rồi con em nó khổ. Bây giờ ông có thương mình đâu mà mình khóc chứ vậy. Em chắc là chồng em thương em mà tại vì á bà đó mới dắt đi vậy. Chồng em không biết đường về.
Tội nghiệp quá trời luôn. Hiện nay là chị còn đang là mấy người con đang nhỏ đây, mấy người? Dạ thằng này 6 tuổi, nhỏ thứ tư 12 tuổi. Còn hai người nhỏ đó đúng không? Hai con nhỏ Dạ, thôi. đứa thứ tư ở với ngoại đi học. Thế bây giờ chị không có nghề công hay ăn việc làm gì, đúng Dạ không? không, bây giờ ảnh đi em không có tâm trí nào để xin việc làm hết. Từ ngày ảnh đi tới giờ em không ăn uống gì hết. Sao người chồng ở với người chồng mà vũ phu vậy mà mình vẫn ở sao? Trước đây là mình yêu chồng lâu không? Ngày xưa nè. Hồi xưa hai chồng em làm mai. Ôi trời lại mai rồi. Mai ơi là mai mà mối ơi là mối. Ai là mai cho dữ vậy? Dạ dòng họ bên ruột bên em á. Là mai cho ông chồng ngon dữ rồi, ngon quá trời ngon, ngon hết nước hết hết cái luôn. Còn hết nước chấm luôn. Đấy, ông này là nhậu nhẹt à. Đấy. Dạ chồng em về chồng em nhậu như em cũng cho hết. Chỉ cầu có cha đủ mẹ cho con của em, đủ cha đủ mẹ. Thực sự là mình không muốn bỏ chồng đúng Dạ không, em không muốn bỏ chồng em. Em muốn chồng em về á. không? Nhưng đến giờ phút này thì thực sự chồng chị không về thì chị nghĩ sao? Em không biết chồng em về, em không biết em được sống được bao lâu nữa, em sợ bỏ cô em lại thôi. Là sao? Em sống không nổi. Mình đang bị làm sao vậy? Em không có ăn uống gì được, em mệt Cố gắng lắm. ăn uống đi. Em nhớ tới chồng em là em ăn không được. Cố ăn đi làm Em chụp sao? hình chồng em là em chịu không nổi. Trời ơi thương chồng dữ vậy hả? Con em mới nói cha về đi cha, cho mẹ đừng khóc. Đâu con nào? Bé này hả? Dạ. Ba đâu con? Ba con đâu rồi? Ba đi bỏ Ba đi bỏ mẹ rồi. Trời đất ơi, con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Sao tao 6 tuổi nhỏ như cái kẹo này? Tại nó bị suy dinh dưỡng. Trời đất quý thân ơi. 6 tuổi được 12 kg không? Dạ, 12 kg. 12 kg, 6 tuổi 12 kg. Trời ơi, Em những hồi đó kẹo. em bệnh mú cổ á, em sanh thiếu tháng con ký mấy à, tưởng nó chết rồi. Nhưng Chồng mà em cũng nuôi nó này kia cũng thương nó lắm. nó đẹp trai mà, dễ thương Giống mà. hệt ổng mà. Càng giống nó càng thương nhiều. Ba con đi lâu chưa con? Ba đi lâu lắm rồi hả? Con có yêu ba không con? Yêu nhiều không con? Con thương ba chữ không? Ba con tên gì nào? Nguyễn Hữu Trọng luôn hả? Trời ơi. Dễ thương dữ vậy. Đất rụt. Con đi kiếm ba lâu chưa? Con kiếm ba những đâu rồi con? Hả? Không kiếm được nữa không biết đâu hả? Con có mong ba về với con không? Mong không? Dạ đi con cần cha về với con. Con có cần cha về không? Cần có cha con nói đi, con bảo cha về với con, cha đừng bỏ con. Nói đi. Con nó lớn rồi. Nói lớn lên tiếng lên bà cha mới nghe Cha được. về với con chứ đừng bỏ mẹ con. Với con. Nói đi con. Nó lớn rồi. Nó lớn lên cha mới nghe, cha mới đi về. Nói đi con. Nó lớn lên đi con. Nó Nói lớn cha chưa? về ở với con với mẹ, đừng có bỏ con với mẹ. Con có yêu cha không? Yêu Chồng mẹ đàng không? hoàng lại. Yêu mẹ không? Yêu ai nhiều nhất? Yêu cha hả? Hàng ngày cha về có mua kẹo, mua bánh cho con ăn không? Không hả? Sao cha lại không mua? Nói lớn tiếng lên. Mẹ con giữ tiền, cha không có tiền. Mẹ giữ tiền hả? Vậy cha con đi với ai rồi? Trời ơi đi với bà già luôn hả? Cha đi với bà già luôn. Sao con biết là đi với bà già? À mẹ con nói là cha đi với bà già. Con nhìn mẹ có xinh gái không? Mẹ dễ thương không? Dễ thương ha. Dễ thương mà sao mẹ không ở, mẹ đi với bà già? Rồi các chú kiếm cha về cho con nha. Nha. Thắp hình không con? Thắp hình chú mới nhìn thấy cái con chứ. Rồi con bỏ hình nha cho chú. Rồi con khoanh tay lại. Cha ơi, cha về với con, cha đừng bỏ con. Chùa con gái thì sao? Cha ơi, cha về ở với con, đừng bỏ con với mẹ. Nó lớn lên con. Có gì đâu bị mất cỡ.
Nói con. Lên đi con, kêu cha về. Giỏi. Cha đang dòm con á, con kêu đi. Cha đang đang xem này. Cha đang xem con á. Nói đi con, cha giờ ở với con với mẹ, đừng bỏ con với mẹ nữa. Nó lớn lên đi con. Nó lớn đi con, thường quá, nó lớn đi. Nói đi con, nói cho cha về, cha đang coi con nói đó. Cha, con kêu đi cha về à. Kêu đi con. Ngại không nói à. Trời ơi, thương quá. Rồi đây là cháu ngoại của em, à của chị hả? Dạ. Cháu ngoại mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi, cậu thì đây là cậu ha? Dạ, 6 tuổi. Cậu 6 tuổi, dạ. Cháu ngoại 5 tuổi. Đến giờ phút này gia đình mình đã tìm ở những đâu rồi hay là vô vọng rồi? Em tìm, em không biết đâu tìm. Không biết tìm đâu hả? Em lúc này hy vọng, lúc thất vọng, tại có người nói giúp đỡ em hy vọng. Xong rồi điện không được, em thất vọng. Nói chung là em không có còn cái gì nữa hết. Rồi gia đình hãy yên tâm, anh em đây cố gắng đăng thông tin để tìm nhanh nhất nhé. Dạ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết là thông tin chính thức chồng của chị ở đâu thì liên hệ giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ tìm cách để khuyên nhé. Dạ. Được không? Cảm ơn các rồi bây giờ là chị hãy lên tiếng nói chuyện một cái câu chuyện đó thực sự tình cảm nhất để dành cho chồng, là hy vọng là chồng xem được và chồng thương nhớ các con và thương nhớ gia đình và thương đặc biệt là thương nhớ vợ để quay trở về. Rồi mời chị lên tiếng. Anh ơi, anh đi đâu á, ngẫm gại á. Em nhớ anh, em ăn không được, ngủ không được. Cái anh cũng vậy. Anh làm ơn anh nhớ anh đi về ở với vợ với con mà lo mấy các con. Anh đi gì, em không có lo nổi. Bốn đứa con lận. Em không có lo nổi đâu. Anh đi về, vợ chồng mình làm lại. Em tha thứ cho anh hết. Em không tính toán gì hết. Sau này anh muốn ăn, muốn nhậu gì em cũng cho hết. Em không có nói anh đâu. Em cầu xin anh đi về. Về nặng bằng vợ chồng đồng lòng nuôi con. Chứ anh đi rồi em không có nuôi nổi đâu. Em không. Nói chung là bây giờ em suy sụp rồi. Em không biết em lỡ thì em có nằm xuống là con anh khổ. Không ai lo cho con anh đâu. Anh biết vợ chồng mình đó giờ tự bư tự quào, tự lo cho con thôi. Không ai cho, không ai giúp hết. Bây giờ anh đi anh bỏ em mình nên vậy. Em cũng bệnh hoạn anh biết rồi đó. Lỡ em có chết rồi con anh nó khổ lắm. Anh đi về với em đi. Thương quá. Rồi mời em gái bên này hãy lên tiếng để cho cha xem được, cha suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Rồi mời em. Dạ cha ơi, ẩm dạy mẹ với con. Đi tìm ngoài mà không đây. Nếu mà cha thương em á thì cha hãy về đi. Tội nghiệp nó lắm. Rồi mời bé, bé bên này lên tiếng, ông ngoại, kêu ông ngoại, kêu ngoại về mấy con đi. Bé khờ lắm, không biết nói đâu. Nói đi, ngoại về mấy con. Nói lớn tiếng lên. Nói lớn gì con. Ngoại về mấy con. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện là thực sự là đại một gia đình. Hiện nay là có một chị gái cùng với lại một người con gái và con trai của mình. Và cùng với một cháu ngoại về đây nhờ anh em vị sĩ Bình Dương chia sẻ cái câu chuyện. Và thực sự trong thời gian vừa qua anh chồng đã ra tay với vợ rất nhiều lần, đặc biệt là gãy răng và thậm chí là hư thai luôn, nhưng mà người vợ là vẫn tuyệt đối vẫn yêu thương và trung thủy bên chồng, mà chỉ mong muốn là chồng đi đâu đó mà có mắc sai lầm hoặc có theo ai đó thì cũng suy nghĩ lại để quay trở về bên vợ của mình, bởi vì hiện nay là người vợ vẫn vô cùng thương yêu, không mong muốn là vợ chồng rời xa nhau. Bởi nếu mà anh chồng bây giờ hiện nay đi theo ai đó thì người vợ có thể là còn những người con ở lại, có thể sẽ không nuôi nổi, bởi suy sụp tinh thần hoàn toàn. Đây là một câu chuyện là một người vợ vô cùng thương yêu chồng, đến thời gian hiện tại anh em ghi nhận được đó. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức anh trai làm bảo vệ hoặc là đang đi đâu đó, hoặc là thấy cái tấm hình này nếu mà nhìn thấy quen thuộc hoặc là có thể là xuất hiện ở đâu đó thì cô chú anh chị hãy giúp đội Hiệp sĩ Nguyễn Thị Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên, nhủ, giúp anh về quay trở về cùng với vợ của mình. Bởi vì theo thông tin là chị chia sẻ thì hiện nay là bà vợ mới có 38 tuổi thôi. Mà anh đi theo một người phụ nữ là hơn 50 tuổi thì thực sự là cái câu chuyện là rất đáng tiếc. Không hiểu lý do nào đó mà anh có sung sướng hay anh có vui vẻ hay không. Nhưng đến giờ phút này con của anh 6 tuổi nhưng mà mới có nhỏ xíu này. Mà vợ thì còn đang rất trẻ. Đó. Mà anh không thương yêu mà anh đi thương yêu một cái người phụ nữ lớn tuổi này, thực sự là câu chuyện là hết sức là vô lý. Đó, hy vọng là mình hãy suy nghĩ lại. Lớn tuổi rồi, trưởng thành thành ông ngoại rồi, đúng không ạ? Thì mình có thông gia bà gia rồi, mình suy nghĩ lại.
Nhưng mình đi theo mà những người phụ nữ lớn tuổi này thực sự là rất lấy làm tiếc. Mà rất nhiều người có thể là người ta lên tiếng chỉ trích mình, đúng không ạ? Mà làm thế này có thể là ông thông gia bà gia có thể người ta cũng rất buồn về mình. Người ta không ngờ được trước là mình có thể là rất hiền lành, chịu khó. Đến giờ phút này là mình này, ra tay với vợ nhiều lần, cuối cùng đến giờ phút này còn bỏ vợ, bỏ con để đi theo một người phụ nữ phải là vô cùng rất lớn tuổi. Rồi gia đình mình hiện nay còn mong muốn chia sẻ điều gì nữa không? Dạ không, giờ chỉ mong muốn chồng của em về với gia đình thôi à. Rồi, hôm nay thì chị cùng với lại con gái, cùng với lại các bé về đây thì có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội. Mục đích chính là tìm chồng và tìm cha không? Dạ. Đồng ý không? Bé gái đồng ý không em? Dạ. Đồng ý nha. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức anh trai này đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách nhanh nhất khuyên cho anh trai này quay trở về cùng với chồng, cùng với vợ và mấy các con thơ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.